Sáng ngày 6 tháng 9, Ban tổ chức lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá sơ bộ công tác tổ chức lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương và 94 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại đây, thay mặt Ban tổ chức sự kiện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương tinh thần trách nhiệm đối với các thành viên trong ban tổ chức, đồng thời khẳng định lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương là sự kiện được tổ chức với quy mô hoành tráng và được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An và một số trang mạng xã hội khác, để cho mỗi người dân huyện nhà và con em quê hương trên mọi miền Tổ quốc theo dõi. Qua đây cũng cho thấy được sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của huyện nhà, đặc biệt là sự kiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ đảng viên và nhân dân huyện nhà, con em quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã ủng hộ nhiệt tình về vật chất, tinh thần, góp phần vào sự thành công của sự kiện. Trong quá trình tổ chức sự kiện, ban tổ chức đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu về dự lễ và đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Lễ công bố đã để lại nhiều ấn tượng cho cán bộ đảng viên và người dân trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và công tác chuẩn bị cho lễ tổng kết 555 năm danh xưng Thanh Chương. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận và chỉ ra các kết quả đã đạt được và một số tồn tại hạn chế để cho những lần tổ chức các sự kiện diễn ra ấn tượng hơn nữa. Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã khẳng định sự thành công và sức lan tỏa của lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương, đồng thời biểu dương những kết quả mà các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là các thành viên trong ban tổ chức sự kiện cùng các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc luôn đồng hành với huyện nhà để góp phần vào sự thành công của sự kiện. Sau hội nghị này, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương vào ngày 17 tháng 9 năm 2024 sắp tới. Ủy ban nhân dân huyện vừa phối hợp với công ty nông thủy sản Nghệ An tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá tiến độ hiệu quả của phương pháp trồng sắn đứng có phủ ni lông. Tham dự hội thảo có các đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trần Quốc Hoàn, Giám đốc công ty nông thủy sản Nghệ An, lãnh đạo và công chức nông nghiệp, Chủ tịch Hội nông dân 14 xã có diện tích sắn nhiều trên địa bàn huyện. Trước khi bước vào hội nghị, đoàn đã đi kiểm tra và đối chứng thực tế hiệu quả của việc trồng sắn đứng so với trồng sắn nằm theo phương pháp truyền thống tại xã Thanh Ngọc. Qua kiểm tra thực tế trên từng cánh đồng và báo cáo của phòng nông vụ, công ty nông thủy sản Nghệ An, các hộ dân trực tiếp sản xuất, các đại biểu đã đánh giá cao việc trồng sắn đứng có phủ ni lông. Đây là phương pháp trồng mới khác với cách trồng truyền thống của người dân từ trước đến nay, đó là trồng hom đứng chứ không phải là trồng hom nằm hay như truyền thống. Khi trồng xong phải phủ ni lông để cho đất tơi xốp, giữ nước và hạn chế cỏ dại mọc. Ưu điểm của việc trồng sắn đứng là tỷ lệ nảy mầm cao, sắn không bị chết khi ngập nước, củ to nhiều và năng suất cao hơn so với trồng truyền thống. Bình quân một gốc sắn cho thu hoạch từ 5 đến 7 kg. Theo đánh giá của người dân, trồng sắn đứng sẽ cao gấp 1,5 lần so với trồng sắn nằm theo cách truyền thống. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia lãnh đạo công ty nông thủy sản Nghệ An chia sẻ trao đổi những kỹ thuật và kinh nghiệm trong việc trồng và phát triển cây sắn nguyên liệu. Theo đó, để khuyến khích người dân trồng và phát triển cây sắn nguyên liệu theo phương pháp trồng đứng, công ty nông thủy sản Nghệ An sẽ chọn ra những loại giống tốt cho người dân ứng trước tiền giống, phân bón, phủ ni lông. Trong quá trình thực hiện, công ty sẽ cho cán bộ về tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cùng người dân trong quá trình trồng và chăm sóc cũng như thu hoạch sản phẩm. Đối với những vùng đặc thù, công ty sẽ có những chính sách hỗ trợ riêng. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho công ty nông thủy sản Nghệ An phối hợp với phòng nông nghiệp, hội nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc trồng sắn theo phương pháp mới bằng nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm thay đổi tư duy và nhận thức của người dân, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Sáng ngày 6 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Khai đã tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Thìn ở xóm Tân Phong. Tham dự có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cấp ủy chính quyền địa phương. Bà Nguyễn Thị Thìn là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, một mình nuôi hai đứa con, từ lâu đã phải sống trong căn nhà tạm bợ rột nát. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Hội Phụ nữ huyện, cấp ủy chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ xã Thanh Khai đã hỗ trợ xây dựng cho bà một căn nhà mới với tổng giá trị 50 triệu đồng. Để có ngôi nhà mới, ngoài sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ huyện,
chuyển, chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ cùng gia đình để hoàn thành đúng thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai nhà máy sản xuất gạch 30 tháng 4 và nhà máy gạch Rào Gang trên địa bàn cũng đã hỗ trợ toàn bộ gạch đỏ để xây dựng nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Thìn. Về dự và phát biểu tại đây, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, chính quyền địa phương đã mong muốn ngoài sự hỗ trợ của các cấp các ngành, gia đình và anh em họ tộc cùng chung tay giúp đỡ để căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thìn sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng được sự mong mỏi của gia đình.